Thưa quý vị, qua kiểm tra một quán bar ở quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng công an đã đưa hơn 200 người có mặt tại quán bar này về trụ sở để kiểm tra về ma túy. Vào rạng sáng cùng ngày, công an quận Nhất đã phối hợp với công an phường Bến Thành phong tỏa đoạn đường Nguyễn Văn Tráng trước quán bar Empire. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều khách đang vui chơi trong tiếng nhạc lớn. Qua sàng lọc, hơn 200 người nghi vấn đã được đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra và kiểm tra ma túy. Hiện công an đang sàng lọc số người nói trên, đồng thời làm rõ và xử lý các hành vi vi phạm hành chính tại tụ điểm ăn chơi Empire. Trong đó có một DJ sinh năm 1991, quê tại Hải Phòng, cũng có mặt tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra. Trước đó vào cuối tháng 4 năm 2023, DJ này từng bị công an tỉnh Hải Dương tạm giữ để điều tra về hành vi tàng trữ ma túy trái phép.